vào sử dụng, tín hiệu tốt hơn, kết nối mạnh hơn, Wi-Fi 6E hiện vẫn trong quá trình chờ duyệt, thiết bị đầu tiên hỗ trợ giao thức này sẽ ra mắt cuối năm nay, chuẩn mới Wi-Fi 6E có nhiều ưu việt nhờ hỗ trợ băng tần 6GHz, khắc phục tình trạng thiếu băng thông Wi-Fi, ngoài ra, nó còn bổ sung thêm 14 kênh 80MHz và 7 kênh 160MHz, môi trường công nghiệp sẽ triển khai Wi-Fi 6E nhiều nhất cho các ứng dụng phân tích máy, bảo trì bảo dưỡng từ xa và đào tạo nhân viên ảo. Wi-Fi 6E sử dụng băng thông 6 GHz cho khả năng thực tế ảo và thực tế tăng cường tốt hơn. Đối tượng hưởng lợi là người tiêu dùng, doanh nghiệp vào môi trường công nghiệp. Các chuyên gia công nghiệp tin rằng Mỹ sẽ là nước triển khai Wi-Fi 6E sớm nhất, sau đó là châu Âu. Wi-Fi 6E được xem là lựa chọn thay thế cho 5G cho nhiều môi trường kết nối khác đặc, đặc biệt là khuôn viên trường học. Smartphone sẽ là thiết bị người dùng đầu tiên tích hợp Wi-Fi 6E. Tuy nhiên, người dùng phải chờ ít nhất một hoặc 2 năm nữa mới được trải nghiệm công nghệ này.